Rồi tiếp theo là ba cây trăng sen 330k bao ship toàn quốc nha quý vị, quen ship code lại chuyển khoản nha. Đó, ba cây trăng sen nha, nè đang ra hoa nè. Đó, đây là cái bông này chứ tới Tết nay quý vị vẫn còn bông chơi nha, tới Tết nay nó mới nở bành kia ra nha. Thằng này từ lúc mà nó chỗ nhú nhú vậy mà tới bông nó tàn luôn á, là tới chừng 3 tháng luôn á, nó dài vậy luôn á. Này đang nhú bông nè, đó mấy cái này tôi xử lý là đang ra mông Tết luôn nha, trên quay xuống luôn nè. Đó rồi xuống luôn.